Chiều ngày 24 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với Tiểu ban xét nghiệm chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Theo bằng việc triển khai dàn trải như giai đoạn đầu, Bắc Giang đang chuyển hướng sang việc xét nghiệm có tính chọn lọc tập trung, ưu tiên các điểm nóng. Bên cạnh đó, để có thể giảm tải cho tuyến trên, việc lấy mẫu xét nghiệm cần giao cho Trung tâm Y tế các huyện đảm nhiệm. Sau khi lắng nghe đầy đủ các ý kiến báo cáo của Tiểu ban xét nghiệm, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bắc Giang cần tiếp tục hoàn thiện về chiến lược xét nghiệm, tính toán phương án tối ưu việc lấy mẫu trong khu cách ly tập trung, thí điểm việc sử dụng test nhanh tự thực hiện cho những trường hợp cách ly. Các mẫu xét nghiệm đều phải có kết quả trong vòng 24 giờ, giúp công tác truy vết phát hiện sớm những trường hợp mắc nghi ngờ. Thời gian qua, Bắc Giang được sự hỗ trợ của nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, ngành quân đội, đơn vị y tế trung ương. Do đó, năng lực xét nghiệm của tỉnh đã được tăng cường lên mức rất cao. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, biến chủng Ấn Độ có tốc độ lây lan rất nhanh, Động lực của virus khiến nhiều ca nặng hơn so với chủng trước đây. Vì vậy, các địa phương phải tiếp tục khoanh vùng cách ly những điểm dịch mới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian tới, Bắc Giang phải chuẩn bị thêm địa điểm cách ly để có tâm thể ứng phó chủ động nếu tình huống mới xảy ra.